cô có đang có khách trên nhà không? Hay là phòng nào mở cửa là có không? Thường mở cửa là vào xem được. Mở cửa là vào xem được đúng không ạ? Cứ mở cửa là xem được. Dọn nhỉ? Phòng, đấy, chị cứ đi vừa xem thôi, vừa đi vừa đến thôi. Ngày em ở bên cạnh luôn á. Và chị không nhanh thuê con kia của em giờ trong con này. Tất cả mấy tầng anh nhỉ? Đấy, chị cứ đi xem đi. Chị cứ bật lối lên xem thoải mái. Ở nhau hết 8 phòng. Ở đây thì anh cho thuê thế nào anh? Ở đây chưa hỏi tiền thuê nhà hay là giá kia? Tiền thuê nhà 22 triệu một tháng ạ. 22 triệu một tháng đúng không? Phòng xe dịch này chắc 20 triệu cũng được nhỉ? Cái này thì phải trao đổi xem chủ nhà có bớt không đã. Thì đúng gì? Rồi về phải tân trang lại một tí. Đấy em cũng đang lo đấy với cả cái gì nhỉ? 350 có thương lượng bao gồm hết cả giấy tờ rồi.